Vậy là những tấm rào chắn cuối cùng trên đường Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, chủ đầu tư tuyến Metro số 1 chính thức tháo dỡ sau gần 8 năm. Ngay lập tức, nhiều nhà mặt tiền phố Lê Lợi, quận Nhất đồng loạt chào giá thuê 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ một tháng, gấp 2 đến 4 lần so với lúc còn rào chắn Metro. Ngay từ những ngày cuối tháng 8, khi mà rào chắn làm nhà ga ngầm tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên trên cung đường vàng Lê Lợi cơ bản đã được gỡ bỏ để kịp tiến độ trả mặt bằng thông thoáng dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thị trường mặt bằng cho thuê trên tuyến đường dài khoảng 800m này, từ đoạn giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành, đang chuyển từ trạng thái ngủ đông sang bừng tỉnh. Giá thuê tại một trong những khu vực kinh doanh sầm uất nhất nhì thành phố đã bị đẩy lên 200 đến 400 triệu đồng một căn. Mức này đã tăng vọt gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần sau 8 năm kinh doanh ế ẩm do bị biến thành công trường phục vụ thi công ga ngầm. Theo dự báo, trong quý 4, khách thuê mới lấp đầy trên dưới 30% mặt bằng trên tuyến đường Lê Lợi và phải đến năm 2023, tỷ lệ mặt bằng còn trống mới có thể được cải thiện dần. Việc đề xuất phố đi bộ trên trục đường Lê Lợi sẽ giúp việc kinh doanh cho thuê tốt hơn, giúp chia lửa bớt cho phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn đã quá tải và có rất ít mặt bằng diện tích nhỏ. Giao thông và bãi đỗ xe phía Lê Lợi trong tương lai cũng thuận tiện di chuyển. Hiện cả bên thuê và chủ cho thuê mặt bằng đều đang rất thận trọng, đều đang thăm dò quan sát thêm, cụ thể chờ tuyến Metro đi vào khai thác hoạt động, đặc biệt là chờ động thái có quy hoạch đường Lê Lợi thành phố đi bộ hay không.